Theo thông tin được tờ Vietnamnet đăng tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam cho biết, chủ nhân trong giấy đăng ký ô tô Lexus đeo hai biển xanh và trắng xuất hiện tại chùa Tam Trúc mùng 5 Tết là của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có địa chỉ tại 73 quán sứ Hà Nội. Theo Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, cục đã xác định biển xanh 80A05879 của chiếc xe trên là đúng. Còn biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tức là biển giả. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thường. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện không đúng theo đăng ký xe 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng và tạm giữ phương tiện 1 tuần. Chùa Tam Trúc được biết đến là ngôi chùa lớn nhất thế giới sau khi được công ty xây dựng Xuân Trường có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình xây dựng. Doanh nghiệp này được biết đến là một trong những doanh nghiệp đi đầu cả nước trong việc phát triển du lịch tâm linh ở Việt Nam. Để xây dựng ngôi chùa lớn nhất thế giới bên cạnh ngôi cổ tự Tam Trúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, doanh nghiệp này cũng công bố rót 11.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng ngôi chùa lớn nhất thế giới bên trong một khu du lịch rộng 5.100 ha. Người đứng sau công ty xây dựng Xuân Trường là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Vimex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 Mới đây nhất, nhiều người đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đều bất ngờ với ngôi đền Tứ Ân nằm ngay điện Tam Thế, tâm điểm của quần thể di tích được xây dựng hoành tráng, nhưng thờ mỗi một người là cư sĩ Diệu Liên, tức bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1961, chính là vợ của ông Nguyễn Văn Trường, giám đốc công ty xây dựng Xuân Trường, chủ đầu tư khu di tích tâm linh Tam Trúc. Bà Lan mất năm 2018, chẳng bao lâu sau thì ngôi đền Tứ Ân được xây dựng và đưa vào sử dụng. Ngay tại khu vực và ngôi đền này có tấm bảng giới thiệu bà Lan là người có công xây dựng những ngôi chùa lớn như chùa Tam Trúc Hà Nam, các ngôi chùa tại quần thể Tràng An Bái Đính như chùa Vàng, chùa Bạc, chùa Báo Hiếu, chùa Thiên Phúc, chùa Am Tiên.